Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn so sánh những cái điểm mới trong thông tư 06/2016, thông tư do Bộ Xây dựng ban hành, so với cả thông tư số 04/2010. Và thông tư 06/2016 là đã có hiệu lực từ ngày 1/5/2016. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng chỉ so sánh ở mức độ là những cái điểm khác biệt và những điểm mới chính trong việc tính dự toán, tính hồ sơ đấu thầu, tính quyết toán cũng như là tính tổng đầu tư. Còn các điểm mới, những cái điểm liên quan đến phần quản lý thì tôi sẽ không đề cập đến, mà tôi tập trung chủ yếu ở các cái bảng biểu tính toán và so sánh so với cái cũ xem như thế nào. Trước tiên thì tôi mở cái thông tư số 04/2010 của Bộ Xây dựng cũ. Thì là Bộ Xây dựng ban hành cái thông tư này vào ngày 26/5/2010. Và đến thời điểm mùng 1/5/2016 thì thông tư 04 này là không còn hiệu lực. Và trên màn hình các bạn đang là thông tư 06/2016 do Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016, và thông tư 06 này có hiệu lực từ ngày 1/5/2016. Cái điểm, những cái điểm khác biệt thì chúng tôi thông thường là chúng tôi sẽ đưa lên cái trang web là dự toán g8.com. Các bạn có thể bật các cái phần mềm như là Internet Explorer hoặc là Cốc Cốc hoặc là Google Chrome. Sau đó thì các bạn vào cái thanh địa chỉ ở đây, các bạn gõ vào cái địa chỉ website là dự toán g8.com, giống như phần mà tôi đã bôi màu xanh ở đây. Thì lúc đó sẽ hiện ra một cái giao diện trang web của phần mềm dự toán G8 do công ty Hoàng Hà sản xuất. Có lẽ các bạn nên thường xuyên vào mục tin tức để mà các bạn sẽ xem những cái tin tức mới, hoặc là những cái bản cập nhật mới, hoặc là những cái thông tin liên quan đến các cái thông tư, các nghị định mới do Bộ Xây dựng hoặc là các nghị định do Chính phủ ban hành. Ngoài ra các bạn có thể vào cái mục diễn đàn này để mà đặt các câu hỏi, và có thành viên trên diễn đàn có thể là những người đã sử dụng phần mềm G8 hoặc là cũng do các thành viên của công ty Hoàng Hà sẽ trả lời các bạn. Bây giờ tôi tập trung vào cái mục tin tức này thì chúng tôi đưa rất nhiều những cái tin tức liên quan đến những cái chính sách mới, ví dụ như là G8, dự toán G8 đã cập nhật cái thông tư 05/2016 của Bộ Xây dựng về việc là tính lương, tính đơn giá nhân công như thế nào. Và hôm nay thì tôi đang, chủ đề chính của ngày hôm nay là so sánh cái sự khác nhau giữa thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng với cả thông tư cũ là thông tư 04. Thì đây, đến thời điểm các bạn mở trong web này ra mục tin tức thì có thể cái bài viết nó có thể là trôi xuống sâu hơn, bởi vì có thể là chúng tôi sẽ đưa một số bài viết nữa lên trên. Thì đây, tôi dở cái bài viết liên quan đến thông tư 06. Ở đây thì chúng tôi chỉ nêu những cái điểm khác biệt chính thôi, điểm chính thôi, một số điểm chính thôi, liên quan đến việc tính toán, dự toán, hồ sơ đấu thầu, rồi là quyết toán, rồi tính tổng đầu tư. Thì đó là những điểm chính yếu mà quan trọng nhất. Thế còn những cái thứ khác thì các bạn có thể là tải cái thông tư số 06/2016 mới nhất tại cái đường link như sau. Các bạn kích vào đây để mà tải cái file về, file thông tư về, sau đó các bạn giải nén để xem. Ở đây chúng tôi cũng có một công trình mẫu để tính toán theo thông tư 06/2016. Các bạn tải về và giải nén để mà chạy, mở dùng phần mềm G8 để mở và xem. Và một cái file để nội suy để tính chi phí chung. Bây giờ tôi quay trở lại chủ đề chính là những cái điểm khác biệt của thông tư 06. Cái điều thứ nhất mà dễ thấy nhất trong thông tư 06/2016 là gì? Là cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng cũng như là bảng chiết tính. Đấy, thì là sẽ không có hai chi phí là trực tiếp phí khác và chi phí xây dựng lán trại nhà tạm để điều hành thi công. Tôi nhắc lại là không có hai chi phí này. Tuy nhiên thì nó không có ở hai cái bảng tổng hợp kinh phí hạng mục với cả chiết tính, nhưng mà nó sẽ được đưa sang một cái bảng mới là bảng chi phí hạng mục chung. Đấy, và chi phí hạng mục chung này sẽ được nằm ở trong chi phí khác, trong chi phí tổng chi phí dựng. Đó. Bây giờ tôi sẽ mở thông tư 06/2016 và chúng ta sẽ xem cụ thể, xem cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng.
là họ hướng dẫn chi tiết như nào, nó thiếu cái trực tiếp phí khác cũng như là thiếu cái chi phí xây dựng lán trại nhà tạm như thế nào. Thì cái tôi sẽ mở bảng 3.1 trang số 57. Bảng 3.1 Bộ Xây dựng hướng dẫn ở thông tư 06 mới là tổng hợp dự toán chi phí dựng theo đơn giá xây chi tiết không đầy đủ và theo giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ. Đó. Thế thì cái đơn giá chi tiết và giá xây dựng tổng hợp thì nó sẽ nằm ở bảng 3.3. Thì lát nữa tôi sẽ nói sau, còn hiện tại chúng ta đang quan tâm đến bảng 3.1 thì là tính dự toán chi phí dựng. Trong bảng này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là có các chi phí như sau. Một là mã là trực tiếp, gồm có chi vật liệu, nhân công, máy. Đó. Và đây là chúng ta thấy rằng là không có trực tiếp phí khác ở đây nữa. Hết chi phí máy thì là cộng chi trực tiếp luôn, sau đó đến chi phí chung, chứ không có chi phí trực tiếp phí khác như là thông tư 04/2010. Bây giờ tôi mở thông tư 04/2010 và chúng ta so sánh. Thông tư 04/2010 thì cũng được cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng, cũng được Bộ Xây dựng hướng dẫn ở cái bảng số là 3.1 trang số 34. Đó. Bảng 3.1 trang 34 cũng là bảng 3.1, cũng là tổng hợp dự toán chi phí dựng. Đấy. Tính theo là đơn giá xây dựng trình không đầy đủ và giá tổng hợp. Đó. Ở đây thì trong chi trực tiếp gồm có chi phí vật liệu này, đó, chi phí nhân công này và chi phí máy thi công. Nhưng thông tư cũ thì còn có thêm là mục 4 nhỏ là trực tiếp phí khác ở đây, chi phí trực tiếp khác ở đây và được tính bằng là ba cái chi phí vật liệu, nhân công, máy ở trên, ba cái chi phí này. Sau đó nhân một cái tỷ lệ phần trăm nào đó tùy theo cái loại công trình là xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, rồi là trong đô thị, ngoài đô thị. Đó, như vậy ta chốt lại điểm thứ nhất là cái điểm khác là gì? Trong thông tư 04/2010 cũ thì chúng ta thấy là có trong chi phí trực tiếp, trong chi phí tiếp thì có trực tiếp phí khác và nó cộng vào, sau đó mới đến là chi phí chung. Thế còn trong thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng mới cũng ở bảng 3.1 này thì trong chi phí trực tiếp chúng ta sẽ thấy là không có mục 4 nhỏ nữa, là mục chi phí trực tiếp khác nữa, chi phí trực tiếp đấy, trực tiếp phí khác nữa, mà là chúng ta có cộng chi phí trực tiếp và chi phí chung luôn. Đấy là điểm khác thứ nhất. Điểm khác biệt thứ hai là trong thông tư 06/2016 mới là chúng ta thấy rằng là không thấy có chi phí xây dựng lán trại nhà tạm và để điều hành thi công ở đây, mà chỉ có chi phí chung thu nhập thuế trước, thuế giá trị tăng hay còn gọi là thuế VAT đấy ạ. Sau đó thì cộng nó lại và ra được chi phí sau thuế. Đó, như vậy là thông tư 06 là không còn chi phí xây dựng lán trại tạm. Trong khi đó ở trong thông tư 04 cũ thì chúng ta thấy rằng là có mục 5 la mã là chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Thì từ giờ tôi sẽ nói gọn là chi phí xây dựng lán trại nhà tạm cho gọn. Đó, thế như vậy là cái cũ thì có lán trại tạm ở đây, còn cái mới thì chúng ta sẽ không còn cái chi phí xây dựng lán trại tạm ở đây. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta không lo cái điều đó lắm. Chúng ta đừng có tưởng rằng là Bộ Xây dựng ở thông tư mới là bỏ cái chi phí trực tiếp phí khác ở đây đi và bỏ cái chi phí xây dựng lán trại nhà tạm ở đây đi mà không còn nữa. Mà thực ra thì Bộ Xây dựng đưa hai chi phí này vào một cái bảng chi phí mới với một cái tên mới, mới tinh, từ xưa nay là chưa có. Đó là cái bảng hạng mục chung. Bảng hạng mục chung thì được Bộ Xây dựng hướng dẫn là bảng 2.3 trong thông tư 06/2016 và nó nằm ở trang số cỡ trang số 40. Đó, thì chúng ta thấy là bảng 2.3 là tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung. Đó. Để chúng ta khảo sát xem là bảng, tôi gọi tắt là bảng hạng mục chung cho nhanh nhé, cho mọi người dễ nhớ dễ hiểu thì tôi gọi là bảng hạng mục chung. Thì trong bảng hạng mục chung này thì Bộ Xây dựng có một số các chi phí như sau. Chi phí thứ nhất là chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng là ở trong thông tư 04/2010 cũ thì chi phí xây dựng lán trại nhà tạm ở phía này, ở trong bảng tổng hợp chi phí dựng, thì ở thông tư mới thì chúng ta lại được thể hiện là bảng tổng hợp chi phí hạng mục chung.
Đó, một nhỏ là chi phí xây dựng lán chạy tạm. Hai nhỏ là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Đó, như vậy cái khái niệm cũ là chi phí trực tiếp khác, hay một số người gọi tắt là trực tiếp phí khác, thì không được gọi với tên như này nữa, mà được gọi một cái tên mới là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Đó. Và cái chi phí này thì được Bộ Xây dựng cho cái tỷ lệ phần trăm ở bảng 2.4 trang số 41 ở phía dưới như sau. Chúng ta thấy bảng 2.4 định mức chi phí một số công tác thuộc hạng mục chung, và các công tác này là không xác định được khối lượng từ thiết kế. Đó. Thế thì cái bảng này thì nó khác một chút so với cả trong thông tư 04 hay 10 cũ là gì? Là Bộ Xây dựng không phân ra là trong cái công trình đó nó nằm ở trong đô thị hay ngoài đô thị nữa, mà Bộ Xây dựng cho luôn cái tỷ lệ phần trăm. Đấy. Về cơ bản thì các tỷ lệ phần trăm này nó cũng bằng cái tỷ lệ phần trăm mắc lớn nhất, tức là tương ứng với cả trong đô thị của thông tư 04 cũ. Tôi lấy ví dụ là đối với công trình dân dụng thì cái tỷ lệ phần trăm của công tác không xác định được khối lượng thiết kế là 2,5%, công trình công nghiệp là 2%, giao thông thông thường là 2%, đối với đường hầm giao thông thì là 6,5%, nông nghiệp phát triển nông thôn. Và bây giờ một cái khái niệm mới, ngày xưa thì Bộ Xây dựng nói là công trình thủy lợi, nhưng bây giờ đổi lại thành là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thì là 2%, hạ tầng kỹ thuật là 2%. Đó. Trong khi trong thông tư 04/2010 cũ thì cái bảng này sẽ được đưa ở cái bảng số 3.7 là định mức chi phí trực tiếp khác, hay còn gọi là định mức trực tiếp phí khác như sau. Dân dụng, chúng ta thấy trong thông tư mới là 2,5%. Đấy, đúng chưa? 2,5%. Thế còn thông tư cũ thì là 2,5% với điều kiện là cái công trình dân dụng đó ấy, là ở trong đô thị. Trong đô thị. Đấy. Thế còn nếu mà là thi công mà công trình đó nằm ở ngoài đô thị thì chúng ta chỉ được có 2% thôi. Tương tự như vậy. Đấy, là công trình công nghiệp này, công trình giao thông, rồi công trình thủy lợi đó. Bây giờ cái thông tư cũ thì là công trình thủy lợi, nhưng mà thông tư mới thì là thay đổi một chút là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đó. Thế như vậy là có cái sự thay đổi một chút, là một số loại công trình là có phân là trong đô thị và ngoài đô thị. Giống như là công trình về hạ tầng kỹ thuật, giống như công trình về dân dụng thì có phân ra. Đây là thông tư cũ. Thế còn thông tư mới thì không phân ra là dân dụng trong đô thị ngoài đô thị nữa, mà tất cả đều là 2,5%. Hạ tầng kỹ thuật cũng không phân ra trong đô thị ngoài đô thị nữa, mà tất cả là 2%. Đó, đấy là cái điểm khác biệt về cái tỷ lệ phần trăm, cũng như là cái tên gọi ngày xưa là trực tiếp phí khác, tên gọi bây giờ là một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Còn về cơ bản thì tỷ lệ phần trăm là gần như là tương đương. Đó. Đấy là điểm khác thứ hai. Và cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế này thì sẽ được nằm ở trong bảng hạng mục chung. Tôi quay trở lại bảng hạng mục chung. Hạng mục chung là tổng hợp, bảng số 2.3 là tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung. Thì chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế sẽ nằm ở mục 2 nhỏ và có ký hiệu là CKKL, tức là công tác không xác định khối lượng từ thiết kế. Đó. Như vậy, chốt lại thì thông tư cũ là có ở thông tư cũ thì trong cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng là có trực tiếp phí khác và chi phí lán chạy nhà tạm ở trong bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Thì trong thông tư mới, trong bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng không còn nữa, nhưng thay vào đó Bộ Xây dựng đưa chi phí xây dựng lán chạy tạm và chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, nó tương ứng với là cái chi phí mà trực tiếp phí khác ở trong thông tư cũ đấy ạ. Và hai chi phí này được đưa vào bảng 2.3 là bảng tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung. Ngoài ra còn một điều rất tuyệt vời nữa là so với thông tư cũ thì thông tư cũ không có cái bảng hạng mục chung.
không có bảng hạng mục chung này, và không có cái mục 3 nhỏ là các chi phí hạng mục chung còn lại, ký hiệu là CK. Đó, CK này. CK này thì được Bộ Xây dựng hướng dẫn ở cái phần mà ở phía dưới này là 3.1 chẳng hạn, là chi phí, ví dụ như là chi phí di chuyển máy này, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường. Như vậy là khi chúng ta di chuyển một khi chúng ta đi thi công, doanh nghiệp chúng ta ở trung tâm của thành phố, sau đó chúng ta đi đến một cái công trình nó cách thành phố là 45 cây ở dưới huyện chẳng hạn, mà chúng ta phải di chuyển những cái máy đào, di chuyển các cái máy đào, máy ủi, máy xúc đấy, hoặc là chúng ta phải di chuyển những con người, các lực người công nhân đến công trường để thi công ấy, và sau khi mà thi công xong rồi chúng ta lại phải một lần nữa chúng ta chở các cái máy móc thiết bị đó đi ra khỏi công trường, rồi người lao động chúng ta lại trở về, thì chúng ta có một cái chi phí ở mục 31 này, và chúng ta được tính cái chi phí vào. Cái chi phí này thì Bộ Xây dựng không cho tỷ lệ phần trăm, mà chúng ta phải bóc một cái dự toán hoặc là một cái chi phí hạng mục chung còn lại, một hạng mục chung khác ấy, mục 32 là chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công. Tôi lấy ví dụ như một cái tuyến đường mà đã và đang là khai thác rồi, sau đó thì đơn vị thi công đến thi công mở rộng thêm, sửa chữa một số đoạn nó bị hư hỏng, thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái đội ngũ công nhân, rồi cái hệ thống để đảm bảo cho quá trình mà các xe cộ, con người đi lại nó đảm bảo an toàn, thì chúng ta phải có những cái rào ngăn, có những cái biển hiệu để báo hiệu, rồi những cái đèn nhấp nháy xanh đỏ để mà báo hiệu cho cái người đi, người ta đừng có đi vào đấy. Rồi có những cái người công nhân mặc đồng phục, rồi là đeo băng rôn, đeo các cái băng đỏ đấy để mà báo, cầm cờ, rồi là cầm đèn chẳng hạn để mà hướng dẫn, chỉ dẫn cho xe cộ người ta đi đúng làn, để mà tránh gây ách tắc giao thông, cũng như là tránh mà cái chuyện là mất an toàn giao thông. Thế thì như vậy chúng ta được cái chi phí đảm bảo giao thông, và cái chi phí đó thì cũng không được Bộ Xây dựng cho tỷ lệ phần trăm đó, mà chúng ta phải bóc một cái dự toán ra. Thì lát nữa tôi sẽ ví dụ trong phần mềm dự toán G8 để chúng ta đưa những chi phí này như thế nào. Đấy. Vân vân thì ở mục 33 rồi vân vân phía dưới này Bộ Xây dựng có chấm chấm ở đây, có nghĩa rằng là tất cả cái chi phí mà thực sự nó phát sinh trong quá trình thi công mà không được tính toán trong hồ sơ thiết kế vân vân ấy, thì là chúng ta có thể là đưa sang cái mục 3 này, và tất nhiên cái chi phí đó là phải hợp lý mà có thực, thì chúng ta sẽ liệt kê ra, chúng ta bóc một cái dự toán ra. Đấy. Chi phí hạng mục chung thì bao gồm có là chi phí xây dựng lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế, và chi phí hạng mục chung còn lại, hay còn gọi là chi phí hạng mục chung khác đấy. Thì chi phí hạng mục chung ký hiệu là CHMC, tức là chi phí hạng mục chung, sẽ được nằm ở trong chi phí khác. Chi phí khác này sẽ bằng là chi phí hạng mục chung cộng với cả chi phí CI, DG, EK vân vân, thì các cái CD sẽ được Bộ Xây dựng hướng dẫn là theo C là của các cơ quan có thẩm quyền nào đó, ví dụ bên Bộ Tài chính vân vân chẳng hạn họ quy định. Đấy. D là cái chi phí được lập bằng dự toán, E là chi phí khác, tức là khác của khác, và tôi quan tâm đến là chi phí hạng mục chung ở đây. Chi phí hạng mục chung được Bộ Xây dựng định nghĩa công thức nó bằng là chi phí xây dựng lán trại nhà tạm. Đó. CNT là chi phí lán trại nhà tạm cộng CKKL là chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Đó. Và cộng với cả là chi phí hạng mục chung còn lại CK. Đấy, ta xem là CK ở đây, xem Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm. Đấy. Là như ở bảng phía dưới tôi đã nói là gồm có một số cái chi phí, nhưng mà để rõ hơn thì chúng ta xem thêm ở cái mục CK này. Đấy. Là chi phí hạng mục chung còn lại bao gồm là chi phí di chuyển máy móc thiết bị, lực lượng đến và ra khỏi công trường là một. Chi phí đảm bảo an toàn giao thông thì tôi đã nói phía dưới rồi. Chi phí hoàn trả mặt bằng bên phía dưới cũng có. Ngoài ra ở đây thì Bộ Xây dựng có liệt kê nó rõ hơn nữa để cho chúng gợi ý chúng ta khi mà chúng ta thi công ấy, mà chúng ta phải tính toán vào. Thì tôi lấy ví dụ như là chi phí kho bãi trữ vật liệu chẳng hạn này, chi phí xây dựng nhà bao che để cho máy này,
đấy, cho nền móng này, cho móng máy này, đấy, hệ thống cấp điện nén khí, hệ thống thoát nước đấy. Đấy, hoặc là các cái chi phí như là lắp đặt tháo dỡ một số loại máy như là chạm trộn bê tông, bê tông xi măng hoặc có thể là bê tông nhựa, cần trục, cần cẩu tháp, vân vân. Thế thì ở đây tôi lấy ví dụ một cái trường hợp là cần trục, cần cẩu tháp chẳng hạn, thì ví dụ một cái công trình dân dụng, tôi lấy ví dụ một cái tòa nhà nó cỡ cao 25 tầng, 30 tầng chẳng hạn, thế thì cái quá trình mà thi công trước, trong quá trình mà đang là ép cọc đấy, thì cái đơn vị thi công đó người ta cũng phải làm một cái hệ thống là móng để sau này người ta lắp đặt cái cầu tháp lên đó. Thì cái móng đấy là chúng ta cũng phải đưa vào cái chi phí, gọi là chi phí hạng mục chung còn lại là CK ở đây. Và khi bóc chúng ta cũng làm một cái hạng mục, là một cái chúng ta bóc một cái dự toán mới là với một cái hạng mục là cần trục cầu tháp đó. Và chúng ta cũng đưa các đầu việc như là đào móng này, bê tông lót móng này, rồi là cốt pha móng này, rồi là cốt thép của cái móng, của móng đó, rồi là bê tông đó. Rồi trong quá trình mà thi công được một vài tầng ấy, thì là chúng ta lại phải nối các cái đốt cầu đó lên, thì chúng ta lại phải tính các cái công tác là tạm tính và tên, là ví dụ như nối đốt cầu chẳng hạn là bao nhiêu đốt đấy, là chi phí nhân công bao nhiêu, chi phí máy bao nhiêu, thì chúng ta liệt kê ra. Và lúc đó chúng ta được một cái dự toán bóc tách riêng cho cái phần hạng mục chung ấy, hạng mục chung còn lại CK này, ứng với cái phần là cần trục tháp đó. Thế thì để minh họa cái việc mà đưa các cái hạng mục chung như là lán trại nhà tạm, rồi là an toàn giao thông, rồi là cần một cái móng cho cái trục tháp, thì tôi đưa vào phần mềm dự toán G8, tôi mở ra để chúng ta cùng xem xét. Trong phần mềm G8 thì một cái công trình, một cái dự án có thể có nhiều công trình khác nhau. Ví dụ trên màn hình các bạn đang là một cái công trình là nhà chính 15 tầng đó. Có thể là trong cái nhà chính đó thì lại có một số công trình phụ như là nhà bảo vệ, rồi nhà kho, rồi tường rào đó, thì là nó có một cái hạng mục nữa là nhà bảo vệ, nhà kho và tường rào. Một hạng mục trong G8 nó có thể hiểu là một cái công trình trong một dự án lớn, hoặc cũng có thể là một cái hạng mục trong một cái công trình mà thôi. Và mã của nó là HM, chúng ta nhập mã là HM vào đây, chúng ta nên đánh chữ hoa cho đẹp. Tên hạng mục thì chúng ta nên mô tả ngắn gọn và cho nó đủ. Ví dụ như cái tôi đặt tên là nhà chính 15 tầng chẳng hạn đó, và chúng ta nên để chữ hoa cho đẹp. Một công trình đó chúng ta có thể là cho một cái dự án, chúng ta có thể là có một cái công trình nữa là cái dự án đấy bao gồm cả cái đường đi vào cái dự án đấy. Và trong cái đường đó thì mã khi chúng ta nhập thì chúng ta nhập cái mã là HM vào đây, vào cái ô mã số đơn giá này. Sau đó cái tên thì chúng tôi nhập, ví dụ đây là đường vào dự án. Tiếp theo chúng ta cũng nhập các cái công tác như là đào móng, rồi là giải thảm mặt đường vân vân chẳng hạn, điền khối lượng như bình thường. Đó. Tôi quay trở lại việc là làm thế nào để mà khai, để tạo ra những cái hạng mục chung. Ví dụ như lán trại nhà tạm, ví dụ như là an toàn giao thông, ví dụ như là lắp đặt cái cần trục tháp, thì tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi xây dựng một cái hạng mục chung. Mã là HM, tên là nhà tạm bằng tôn, vỏ container cũ để điều hành thi công. Thì tôi cũng nhập các đầu việc ở đây như bình thường, khối lượng như bình thường. Tiếp theo tôi lại xuống dòng phía dưới, tôi nhập một mã là HM, tên là lán trại cho công nhân ở. Và tôi cũng phải liệt kê các cái công tác liên quan đến cái việc mà xây dựng cái lán trại nhà tạm đó ra. Mã của nó, tên của nó, rồi là đơn vị khối lượng của nó ở đây. Đó, đấy là ví dụ về cái lán trại nhà tạm. Đấy. Sau đó thì tôi... Trong cái dự án này nó có cả đường giao thông, thì nó có một cái hạng mục chung là mã là HM, tên là đảm bảo an toàn giao thông tuyến số 125 chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta cũng phải liệt kê các cái công tác an toàn giao thông ra. Đấy, tên nó là gì, đấy, đơn vị là gì, số lượng, rồi nhân công chẳng hạn. Đây tôi ví dụ như thế này. Đấy, trong cái công trình dân dụng 15 tầng vừa rồi tôi vừa nói, thì nó chúng ta phải lắp đặt cái cầu tháp để trong quá trình thi công chúng ta cầu nguyên vật liệu lên xuống các cái cao tầng, các cái tầng cao đó. Thế thì tôi cũng đặt một cái mã là HM ở đây, tên là lắp đặt cần trục tháp. Đó, thì tôi cũng phải đào móng này, tôi cũng phải có ván khuôn, tôi cũng phải có thép, tôi cũng phải có bê tông, khối lượng vân vân, thì tôi điền vào đó. Đấy. Đấy, như vậy là tôi đã tạo ra một cái công trình
một cái dự án nó gồm có là một có hai công trình lớn, đó là một cái tòa nhà chính 15 tầng. Đấy. Và ở phía dưới này tôi có một cái công trình thứ hai nữa là cái công trình về giao thông, là đường vào dự án. Như vậy nó vừa hỗn hợp cả công trình giao thông ở đây và công trình dân dụng ở phía trên này. Và nó hỗn hợp cả những cái nhà tạm để điều hành, cũng như lán trại nhà tạm, cũng như là đảm bảo an toàn giao thông, rồi lắp đặt cần trục tháp. Trong đó hai cái này, hai cái phần này thì được gọi là chi phí hạng mục chung còn lại, hay là chi phí hạng mục chung khác. Đấy, còn cái này thì nó nằm ở trong mục là lán trại nhà tạm cho công nhân ở. Hai cái hạng mục đây thì được gọi là cái phần mà lán trại nhà tạm cho công nhân ở. Như vậy tôi đã tạo xong được là cái phần lõi của công trình. Và bây giờ tôi sẽ phải khai báo cho phần mềm G8 rằng ấy là đâu là công trình dân dụng, đâu là công trình giao thông, đâu là lán trại nhà tạm. Thì các bạn sẽ kích vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp. Đó, thì nó cũng điều chỉnh, hướng dẫn các cái, nó hiện lên cái hướng dẫn hệ số chi phí lắp. Đây, thì các cái công trình hoặc là các hạng mục thì đã được phần mềm liệt kê ra ở phía dưới, ở cái bảng phía dưới này. Đối với công trình thứ nhất là nhà chính 15 tầng thì là tôi chọn là công trình dân dụng. Đó. Đối với công trình cuối cùng là công trình đường vào dự án thì tôi chọn là nhóm công trình ở đây là công trình giao thông. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều nhóm công trình. Ở đây tôi chọn là công trình giao thông. Đó. Đối với công trình như là nhà tạm bằng tôn, vỏ container để điều hành thì tôi chọn loại hạng mục ở đây là nhà tạm. Đấy. Nhà lán trại cho công nhân ở, ở đây tôi cũng chọn loại hạng mục là nhà tạm. Đấy. Đối với hai cái phần là đảm bảo an toàn giao thông và lắp đặt cần trục tháp thì tôi chọn loại hạng mục là hạng mục chung. Thấy ạ, dưới này có hạng mục chung ở đây. Đấy. Chỗ này cũng là tôi chọn là hạng mục chung. Đấy, tôi chọn hạng mục chung ở đây. Đấy. Tuy nhiên những cái công trình như là đường vào dự án là cái công trình chính ở trong dự án là một con đường. Đấy, và một cái tòa nhà 15 tầng ở đây thì loại hạng mục thì chúng ta đều phải chọn là xây dựng. Đó. Sau đó thì bấm chấp nhận ở đây thì G8 sẽ hiểu rằng à, như vậy là đã khai báo được là các cái công trình là đây, nhà chính 15 tầng là loại hạng mục là xây dựng và nhóm công trình của nó là công trình dân dụng. Rồi là chúng ta đã khai báo được thành công ấy cái việc là một con đường để vào dự án là loại hạng mục của nó là loại hạng mục xây dựng. Đấy, và nhóm công trình của nó là nhóm công trình là công trình giao thông. À. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên là khai báo cho nó là cấp công trình là cấp mấy, trong đó cấp 1, 2, 3, 4 cái đặc biệt. Đấy, và chúng ta phải khai báo cho nó cái công trình này là thiết kế mấy bước, thì chúng một bước, hai bước hay ba bước chúng ta phải khai báo cho nó đầy đủ. À. Và một cái mục nữa là tự nội suy tỷ lệ chi phí chung thì lát nữa, đây là cái phần cái lựa chọn mới trong cái phiên bản mà tự để nó tương thích với cả thông tư 06/2016 mới bộ xây dựng, thì lát nữa tôi sẽ quay trở lại và nói thêm về cái này. Thế như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách khai báo, cái việc là khai báo đâu là công trình, cái nhóm công trình là dân dụng, đâu là nhóm công trình về giao thông hay là hạ tầng kỹ thuật. Đấy. Rồi là khai báo đâu là lán trại nhà tạm cho công nhân ở, đâu là những cái hạng mục chung còn lại như là hai cái mục này cho các bạn bằng cách là vào menu công trình, hệ số chi lắp và điền như tôi đã hướng dẫn vừa rồi. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn về cái điểm khác thứ hai là về cái hạng mục chung, và trong hạng mục chung thì có một cái một điểm mới là hạng mục chung còn lại hay là gọi là hạng mục chung khác, mà giúp cho các bạn là bóc tách chi tiết để tính đúng tính đủ các cái hạng mục chung còn lại mà trước đây chúng ta thông thường là không được tính vào, hoặc là nếu được tính vào cũng rất là khó khăn, như là các cái di chuyển máy móc con người đến và đi khỏi công trường này, rồi là an toàn giao thông này, đấy, rồi là những cái như là lắp đặt các cái móng của cầu tháp chẳng hạn. Đấy, thì là chúng ta được tính thêm vào, chúng ta bóc tách một cái dự toán riêng để chúng ta tính thêm vào, mà trước đây là hoàn toàn là chúng ta khó khăn trong cái việc giải trình để mà tính thêm cái đó vào. Đấy, điểm khác thứ hai. Điểm khác thứ ba, nó rất là quan trọng và nó rất là hay ở trong thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng này. Và tôi xin nhắc lại, thông tư 06/2016 là đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2016. Bây giờ tôi hướng dẫn cái điểm khác thứ ba. Đấy. Điểm khác thứ ba là trong việc tính chi phí xây dựng thì là
ở bảng 3.1 trong việc tính dự toán chi phí dựng. Là đây nó rất khác so với cả thông tư 04/2010 cũ là gì? Trong việc tính chi phí trực tiếp gồm có vật liệu, nhân công và máy thi công. Tôi lấy ví dụ vật liệu chẳng hạn. Thì trong cái bảng 3.1 này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là chi phí vật liệu, cách tính ở đây, cái tính ở đây đấy, sẽ được Bộ Xây dựng đã được Bộ Xây dựng dẫn là bằng sigma của QG mà nhân với cả DG vật liệu. Đấy, G chạy từ 1 mà tới tổng số cái công tác trong cái công trình đấy, và ký hiệu của nó là VL. Tương tự như vậy, nhân công ở đây cũng được tính là sigma của QG nhân với cả DG nhân công. Máy được tính là sigma QG nhân với cả DG của máy. À, vậy thì ta phải xem là Q là gì này, D là gì. Đó, ta xem. Q là khối lượng của công tác hoặc là khối lượng của nhóm công tác. DG là đơn giá vật liệu nhân công máy hoặc là chi phí vật liệu nhân công máy của một công tác hoặc là một nhóm công tác nào đó. Đấy. Và cái DG này, DG vật liệu tức là đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy này, này được Bộ Xây dựng hướng dẫn là tính ở trong cái bảng 3.4. 3.4 này thì không hẳn đâu ạ, nó là bảng 3.3, tính là chính là cái bảng mà đơn giá chi tiết và giá tổng hợp phía dưới như sau. Có lẽ chỗ này Bộ Xây dựng in nhầm, in có lỗi in ấn ở chỗ này là 3.3 chứ không phải 3.4. Tôi sẽ dở bảng 3.3 xuống dưới này để các bạn xem. Bảng là bảng 3.3 chứ không phải là bảng 3.4. Vì lý do là bảng 3.4 thì nó không là bảng phía dưới này. Tôi dở để các bạn xem bảng 3.4. Bảng 3.4 là bảng phân tích hao phí vật liệu, nhân công, máy cho từng công tác một. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khối lượng của công tác này. Hao phí mức thì lấy trong các quyền định mức liên quan đến khối lượng vật liệu, nhân công, máy cho một cái đơn vị của công tác này thôi. Và đây là khối lượng hao phí, tức là cái số lượng vật chất, ví dụ như là công tác xây chẳng hạn thì là cái cát là bao nhiêu mét khối, rồi cái gạch chẳng hạn là bao nhiêu viên, chứ nó không liên quan đến tiền nong ở đây cả. Thì ở đây là có cái sự hơi nhầm lẫn một chút trong quá trình mà soạn thảo văn bản, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Thì chúng ta hiểu rằng ấy là cái đơn giá vật liệu như công máy ở bảng 3.1 thì phải được tính ở bảng, ở hai cái bảng. Thứ nhất là bảng đơn giá xây dựng chi tiết. Đấy, và bảng thứ hai là bảng giá xây dựng tổng hợp. Và hai cái bảng này được nằm ở hướng dẫn ở bảng 3.3 là tổng hợp giá xây dựng công trình. Phần đơn giá xây dựng chi tiết này thì là ở đây thì chúng ta hoàn toàn dựa vào việc tính cái đơn giá và cái khối lượng này là theo định mức của Bộ Xây dựng. Sau đó thì chúng ta đưa cái chi phí vật liệu, nhân công và máy cho một đơn vị công tác ở đây. Một đơn vị tác ở đây, và chúng ta đưa xuống cái bảng là giá xây dựng tổng hợp, đưa xuống cái cột 5 cho đơn giá vật liệu, 6 cho nhân công và 7 cho máy. Sau đó thì chúng ta cộng tổng cái tiền vật liệu của các công tác, chúng ta đưa vào cộng vật liệu đây, cộng nhân công của từng công tác một đưa xuống đây, và cộng máy đưa xuống đây. Là chúng ta đưa cái kết quả vật liệu, nhân công, máy này để chúng ta đưa sang cái phần mà bảng 3.1 như tôi hướng dẫn ở trên. Điều này tương ứng với phần hai cái bảng mà đơn giá chi tiết và giá tổng hợp này tương ứng với bên phần mềm dự toán G8 như sau. Trong phần mềm dự toán cũng có hai bảng là đơn giá chi tiết, là ví dụ như là tên tiêu đề là đơn giá xây dựng tiết công trình và giá tổng hợp. Đó. Thì cái đơn giá chi tiết này là hoàn toàn được tính dựa theo định mức mà Bộ Xây dựng hoặc là các cái bộ khác họ công bố khi mà chúng ta làm công trình, nhân với cả đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy mà do cái nhà thầu hoặc đơn vị tư vấn lập, chứ không liên quan gì đơn giá của tỉnh công bố ở đây cả. Và cái thành tiền này thì nó sẽ tương ứng là bằng là cái định mức nhân với cả giá ở đây. Sau đó cái tiền chi phí, tổng chi phí vật liệu, nhân công hoặc là máy nếu có cho một đơn vị công tác này sẽ được đưa, con số này, các con số này sẽ được đưa qua cái giá tổng hợp ở đây. Đây, chúng ta thấy rằng nó đưa qua cái giá tổng hợp đưa vào đây để tính. Đó. Thì như vậy là cái, tôi quay trở lại việc Bộ Xây dựng hướng dẫn là cái đơn giá chi tiết và giá tổng hợp thì chúng ta sẽ được tính ở cái bảng là 3.3 và được tính chi tiết ở cái cột thành tiền của số 7 này.
để lắp vào cái bảng 3.1. Tôi quay trở lại bảng 3.1 về hướng dẫn về cái dự toán chi phí dựng. Thì đấy là ở đây có một điểm khác, điểm mới nữa so với cả thông tư 04 cũ là gì? Chi phí vật liệu được tính theo cách là lấy khối lượng của từng đầu việc một nhân với cả đơn giá, được tính ở bảng 3.3 là bảng tính đơn giá chi tiết mà tôi vừa hướng dẫn. Nhưng có một điểm rất khác biệt so với thông tư cũ 04/2010 cũ đấy, là không có cái mục là cộng chênh lệch vật liệu ở đây. Tôi nhắc lại là không có cộng chênh lệch vật liệu ở đây. Trong cái đó tôi dở lại thông tư cũ 04/2010. Thông tư 04/2010 đây. Số 04/2010 của Bộ Xây dựng. Cũng là trang số 34. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn về tổng hợp dự toán chi dựng. Thì trong chi tiết cũng có chi vật liệu, mà chi vật liệu thì cũng được tính bằng QG nhân với cả DG. Nhưng có cộng thêm một cái đại lượng là chênh lệch vật liệu ở đây. Đó. Như vậy thông tư cũ thì có cộng chênh lệch vật liệu. Nhưng thông tư mới, thông tư 06/2016 đấy là không có mục cộng chênh lệch vật liệu. Đó. Và đây chúng ta thấy rằng là nếu thông tư cũ thì chúng ta có mục cộng chênh lệch vật liệu. Do đó thì khi mà làm dự toán, những người làm dự toán ấy sẽ thông thường lấy cái đơn giá này. Là thông thường đấy là lấy sẽ theo cái đơn giá do tỉnh, thành phố công bố. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như Hà Nội chẳng hạn, là thông thường là ví dụ tính đến năm 2016, đầu năm 2016 chẳng hạn, thì khi mà chưa áp dụng thông tư 06/2016 thì chúng ta sẽ lấy cái đơn giá vật DG vật liệu này, lấy ở trong các cái quyển đơn giá, sách đơn giá số 5481 ứng với phần xây dựng chẳng hạn, để mà chúng ta đưa vào. Sau đó chúng ta tính chênh lệch vật liệu của trước đây năm 2011 mà Hà Nội ban hành công bố cái bộ sách đơn giá 5481, chúng ta cộng tổng lại, chúng ta đưa vào cái mục chênh lệch vật liệu này. Đó, đấy là làm theo thông tư 04/2010 cũ. Nhưng mà nếu mà làm theo cái mới là thông tư 06 mới thì chúng ta không cần cái chênh lệch vật liệu này. Và đương nhiên như vậy thì cái DG tôi đã chứng minh các bạn là chúng ta tính trực tiếp theo định mức của Bộ Xây dựng hoặc các cái bộ mà chúng ta làm công trình tương ứng với nó. Và chúng ta tính được cái đơn giá DG này thông qua là việc tính đơn giá chi tiết và giá tổng hợp ở phía dự ở trong cái bảng là đơn giá chi tiết, giá tổng hợp ở đây. Chúng ta hoàn toàn tính được đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công. Và công tác có máy thì chúng ta tính được đơn giá ca máy ở đây. Mà các con số này nó tính hoàn toàn độc lập dựa theo định mức của Bộ Xây dựng và cái giá mà chúng ta đưa vào lúc mà chúng ta làm công trình, chứ nó không liên quan đến cái đơn giá mà tỉnh họ công bố mà chúng ta đưa vào đây lúc ban đầu. Đây, ví dụ các cái đơn giá vật liệu công máy mà chúng ta lấy ở trong cái đơn giá 5481 ở đây thì chúng ta không cần lấy cái đơn giá gốc này nữa. Đó. Như vậy thì với thông tư 06/2016 mới thì chúng ta hoàn toàn có thể là tính độc lập cái chi phí vật liệu, chi phí nhân công ở đây và chi phí máy ở đây, hoàn toàn độc lập mà không phụ thuộc vào đơn giá các tỉnh ban hành. Ví dụ như là đơn giá phần xây dựng này, các quyển sách đơn giá về phần lắp đặt này, phần khảo sát, phần sửa chữa là chúng ta không cần thiết, mà chúng ta có thể là chúng ta dùng trực tiếp cái định mức của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn mà họ ban hành các định mức mà chúng ta dùng cho công trình đó để chúng ta tính ra được cái DG vật liệu, DG nhân công và DG máy ở đây. Đấy. Như vậy chốt lại điểm khác thứ nhất, cái việc trong việc tính là không còn cộng chênh lệch vật liệu, do đó cái việc sử dụng đơn giá các tỉnh ở trong ba cái cột đơn giá này là không cần thiết nữa. Và điều đó cũng dẫn tới một cái hệ quả là gì? Có lẽ từ ngày 1 tháng 5 trở đi thì các tỉnh cũng không cần thiết phải ban hành hoặc là công bố các cái bộ sách đơn giá, các cái bộ sách mà chúng ta cầm được trên tay đấy ạ. Ví dụ như các bộ sách là xây dựng này, lắp đặt này, khảo sát này, sửa chữa này, công ích nữa, bởi vì là khi chúng ta tính thì cũng không biết là cái đơn giá đấy được đưa vào đâu trong cái công thức này. Khi mà Bộ Xây dựng đã hướng dẫn cái DG vật liệu, DG nhân công, DG máy được tính ở trong cái bảng là đơn giá chi tiết như thế này. Đấy. Và chúng ta phải tính, chứ không phải là chúng ta lấy cái con số này ở trong đơn giá ra. Chúng ta phải giải trình bằng cách là đưa các cái công việc như thế này. Định mức vật liệu nó ở đây, định mức nhân công nó ở đây, giá nó ở đây, và chúng ta tính ra chi phí vật liệu đây, chi phí nhân công đây, chứ không phải là chúng ta lấy luôn cái con số này ở đây cả. Đó, thế cho nên là cái việc ban hành hay là công bố các bộ sách đơn giá 5481, 5479 chẳng hạn thì điều đó nó không cần thiết nữa.
Cho nên là tôi thấy rằng là cái thông tư mới là khi mà chúng ta đã tính thì chúng ta phải chọn là tính theo cái giá tổng hợp. Chứ nếu mà tính theo đơn giá gốc ở đây thì rõ ràng là trong thông tư họ không hướng dẫn như vậy nữa. Đấy, và để mà áp dụng cái tính theo đơn giá chi tiết và giá tổng hợp thì trong phần mềm G8 chúng ta bấm sang bên sheet tổng hợp kim phiệu mục thì nó tính tổng hợp dự toán chi phí dựng. Thì có ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình có một mục là vật tư theo. Đấy, có mấy lựa chọn, thứ nhất là theo giá tổng hợp, thứ hai là theo tổng hợp vật tư và thứ ba là theo công trình. Thì tôi khuyến nghị là nếu theo thông tư mới ở bảng 3.1 thì chúng ta sẽ tính theo giá tổng hợp, thì chúng ta chọn theo giá tổng hợp ở đây. Thì ví dụ cái phần mà phần xây dựng ở trên, đấy, tôi lấy ví dụ cho tiện, đây là theo giá xây dựng tổng hợp. Thì cái phần vật liệu chẳng hạn thì nó lấy từ giá tổng hợp cái ô Y18, chúng ta xem giá tổng hợp này. Đấy, Y là cái tổng, cái là cái tiền vật liệu Y18, đây chính là tổng cộng tiền vật liệu của cái hạng mục là nhà chính 15 tầng. Tương tự như vậy, nhân công nó sẽ lấy ở cái giá trị 22 tỷ này. Đấy, máy sẽ lấy ở cái giá trị 1 tỷ 547 này. Và nó đưa qua bên dụ máy đây chẳng hạn 1 tỷ 547 thì là giá tổng hợp K18, K18 ở đây. Đó, thì đây chính là giá tổng hợp K18 đây ạ. K18 đây. Đấy, thì nó tính trực tiếp từ định mức của Bộ Xây dựng chứ không cần phải áp dụng cái đơn giá do tỉnh công bố nữa. Đấy. Nếu chúng ta muốn áp dụng cái đơn giá do tỉnh công bố thì chúng ta chọn là theo công trình ở đây. Thì lúc này cái chi phí vật liệu sẽ lấy trực tiếp từ bên công trình T18 chẳng hạn. Công trình T18 chính là cái tổng chi phí vật liệu mà được tính dựa theo là đơn giá của tỉnh công bố. Ví dụ như lấy khối lượng nhân với đơn giá tỉnh công bố ở đây. Đó. Chi phí máy chẳng hạn thì sẽ bằng là khối lượng công tác mà nhân với đơn giá máy thi công ở đây, mà máy này được tỉnh công bố ở trong cái đơn giá 5481. Tuy nhiên cái cách này tôi không khuyến nghị vì lý do là trong thông tư này thì không hướng dẫn như vậy, không có cái phần chênh lệch nữa. Không có phần chênh lệch mà chúng ta lại lấy theo cái phần gốc này. Chúng ta nhân với khối lượng ở đây xong chúng ta ra tiền ở đây thì chúng ta lại phải cộng cái phần chênh lệch ở đây. Đây, tôi sẽ thấy rằng có phần chênh lệch ở đây. Có chênh lệch vật liệu ở đây. Chênh lệch nhân công ở đây. Nếu có, đấy, chênh lệch máy ở đây nếu có. Mà Bộ Xây dựng lại không hướng dẫn cái việc là lấy gốc ở đây mà cộng chênh lệch ở đây nữa. Cho nên là tôi không khuyến nghị các bạn là chọn cái mục là vật tư theo công trình nữa, bởi vì nó không được Bộ Xây dựng hướng dẫn. Đấy, và nó không phù, có nghĩa là nó không phù hợp với cả cái hướng dẫn ở trong cái bảng 3.1 này nữa. Đấy. Đấy, cho nên là tôi vẫn khuyến nghị rằng là chúng ta nên chọn là công trình theo giá tổng hợp hoặc là công trình theo tổng hợp vật tư. Đó. Theo tổng hợp tư thì là chúng ta sẽ theo cái hướng dẫn ở bảng 3.6 trong thông tư 06/2016, còn theo giá tổng hợp là chúng ta tính theo bảng 3.1. Đấy, và bảng 3.1 đây. Đấy, đấy là điểm khác thứ cái về cái tính vật liệu nhân công máy. Một điểm khác nữa trong cái hệ số điều chỉnh ca nhân công và ca máy thì là Bộ Xây dựng hướng dẫn là nhân trực tiếp với cả ca nhân công và ca máy luôn. Trong cái đó thông tư cũ thì lại hướng dẫn là nhân với cả 1 cộng ca nhân công và nhân với 1 cộng ca máy. Thì trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016, trong 6 năm vừa qua ấy, thì cái chỗ này là có vấn đề ở chỗ ấy, là thông thường thì cái ca nhân công và ca máy do các tỉnh họ công bố, họ ban hành các cái quyết định hướng dẫn về hệ số điều chỉnh nhân công, hệ số điều chỉnh máy, thì cái hệ số đó là hệ số cuối cùng rồi. Chứ không có nghĩa là chúng ta cộng 1 vào. Tôi lấy ví dụ như là Hà Nội ban hành cái quyết định số 3796 chẳng hạn, năm 2014, tháng 7 năm 2014, thì Hà Nội cho cái ca nhân công khi mà chúng ta áp dụng cái đơn giá 5481 chẳng hạn thì ca nhân công nó là 0,8316, ca máy là 0,9494. Thế nếu mà chúng ta lại cộng, chúng ta lại lấy 1 cộng với cả 0,8316 thì có nghĩa là chúng ta được là 1,8316. Thế như vậy là cái chi phí nhân công nó tăng lên chứ không phải là nó giảm đi nữa. Đấy, trong đó nếu mà chúng ta lấy cái chi phí nhân công mà nhân với cả 0,8316 thì cái chi phí nhân công tổng nó sẽ nhỏ hơn cả chi phí nhân công gốc. Đấy, còn nếu chúng ta cộng vào thì nó gần gấp 1,8316 thì nó sẽ, chỗ này nó sẽ là gần gấp đôi lên. Như vậy là cái thông tư cũ chỗ này là đã được Bộ Xây dựng chỉnh sửa lại là không còn cộng với 1 đây nữa và cũng không còn cộng 1 đây nữa. Đây, và chúng ta xem lại.
nhân trực tiếp với k nhân công. Ví dụ chỗ này là nhân với 0.8316, chỗ này là nhân với cả 0.9494 đối với máy, đối với Hà Nội chẳng hạn. Tính thời điểm mà tôi đang hướng dẫn cái video này là tháng 6 năm 2016. Đó. Tóm lại ở điểm khác về cách tính thì tôi chốt lại là ở đây chi phí tính chi phí vật liệu công máy theo thông tư mới thì cái đơn giá vật liệu nhân công máy này người làm dự toán phải tự tính theo cái bảng là bảng đơn giá chi tiết giống như thế này, tính ra được chi phí vật liệu công máy như thế này. Đấy. Và đơn giá chi tiết thì được ở hướng dẫn là bảng 3.3 trong thông tư 06. Đấy, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái nhân với ca nhân công là chúng ta nhân trực tiếp chứ chúng ta không được cộng với 1 giống như là cái thông tư cũ này nữa. Ở đấy là cái điểm khác về việc tính nhân công ca máy. Và một cái vì cái điểm khác đó là nó không cộng chênh lệch nữa, chênh lệch vật liệu, chênh lệch nhân công máy nữa, cho nên là và bộ yêu cầu phải tính cái đơn giá vật liệu theo cái bảng 3.3. Thế cho nên là cái việc áp dụng chúng ta đưa cái đơn giá mà tỉnh công bố, đơn giá xây dựng công trình ấy, phần xây dựng, phần lắp đặt là tỉnh công bố các bộ sách đó thì không biết là đưa vào đâu trong các cái bảng tính này, thì cuối cùng là các cái bộ đơn giá đó trở thành thừa. Đó. Một điểm khác tiếp theo trong thông tư 06/2016 là chi phí chung. Chi phí chung thì được tính là dựa trên là chi trực tiếp T nhân một cái tỷ lệ phần trăm. Nhân tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ phần trăm ở trong thông tư cũ thì rất đơn giản như sau. Là trong cái thông tư 04/2010 cũ, Bộ Xây dựng hướng dẫn là bảng 3.8. Đấy, 3.8 là định mức chi phí chung. Đó. Thì định mức chi phí chung Bộ Xây dựng hướng dẫn rất đơn giản, ví dụ công trình dân dụng chẳng hạn là 6.5% trên chi phí trực tiếp. Đấy, công trình công nghiệp là 5.5% chẳng hạn, hoặc là giao thông là 5.5%. Đấy, thủy lợi là 5.5%, hạ tầng kỹ thuật là 5% mà không phải nội suy gì cả. Đó, tuy nhiên cái thông tư mới thì Bộ Xây dựng hướng dẫn, Bộ Xây dựng hướng dẫn ở trong cái thông tư 06/2016 mới ở cái bảng số cũng là bảng 3.7 và 3.8. 3.7 là cái định mức về chi phí chung. Thì trong đó Bộ Xây dựng hướng dẫn là chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ, tức là các cái tỷ lệ phần trăm như ở dưới đây. Đấy. Nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Và trong đó cái định mức chi phí chung, hay tôi tạm gọi tắt là tỷ lệ phần trăm chi phí chung đấy ạ, được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được phê duyệt. Đó. Tôi nhắc lại là cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung ấy lại được xác định theo là chi phí xây dựng trước thuế mà đã được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Đây chúng ta thấy ạ, đây định mức tỷ lệ chi phí chung là dựa trên chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư được phê duyệt. Đấy. Và tổng mức đầu tư được phê duyệt là bao nhiêu tỷ thì chúng ta sẽ nội suy tương ứng với cột của nó. Đấy. Ví dụ như là 15 tỷ trở xuống thì là dân dụng là 6.5, công nghiệp là 5.5, giao thông là 5.5 chẳng hạn. Đấy. 100 tỷ thì là dân dụng là 6%, công nghiệp là 5%, giao thông 5%. Thế nhưng mà 75 tỷ chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải nội suy giữa hai cái chi phí 15 tỷ và 100 tỷ ở đây. Và dân dụng chẳng hạn chúng ta phải nội suy giữa hai con số 6.5% và 6%. Công nghiệp chúng ta phải nội suy giữa 5.5% và 5% ở đây. Có nghĩa là chi phí xây dựng trước thuế trong tổng đầu tư nó càng lớn theo chiều sang phải thì cái tỷ lệ phần trăm này nó càng giảm đi. Đó. Nhưng có một điều hơi khó xác định là thế này, là chi phí chung là xác định dựa trên chi phí định trước thuế. Ta quay trở lại cái bảng 3.1, là bảng 3.1 Bộ dựng dẫn ở đây. Chi phí chung được xác định là T nhân tỷ lệ phần trăm. Mà cái tỷ lệ phần trăm này là chúng ta lại là được tính dựa trên chi phí xây dựng trước thuế là G. Nhưng cái G này ấy, lại là G của các công trình trong một cái dự án lớn chẳng hạn. Thế thì bây giờ ngay như nếu một trong một công trình thì chúng ta đã thấy nó khó khăn ở chỗ là thế này. Cái chi phí chung là C ở đây được xác định là T nhân tỷ lệ phần trăm. T ở đây thì là chi phí vật liệu, nhân công và máy, ở đây thì chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà cái tỷ lệ phần trăm này là chúng ta chưa biết, bởi vì chúng ta đang đi xác định mà. T
Tỷ lệ phần trăm này chưa biết thì có nghĩa là C này chưa biết. C này chưa biết thì dẫn tới là cái thu nhập chịu thuế trước, công thức của nó bằng T cộng C nhân tỷ lệ phần trăm. C này chưa biết thì dẫn tới là cái TL này, tức là cái thu nhập thuế trước này cũng chưa biết nốt. Chi phí trước thuế được tính là T cộng với C cộng TL, ký hiệu là G. Thì cái G này nó phụ thuộc vào C và TL, trong đó cả C và TL ở đây đều chưa biết thì dẫn tới là G này chưa biết. Thế cho nên là việc mà xác định một cái tỷ lệ phần trăm của chi phí chung dựa trên ấy, cái chi phí xây dựng trước thuế G của các công trình trong một dự án cũng chưa biết nốt thì quả thực là một điều rất là khó. Đấy. Có lẽ như bộ xây dựng nghĩ rằng là tổng đầu tư đã biết rồi, nhưng mà giả sử rằng là bây giờ chúng ta đang đi lập tổng đầu tư thì rõ ràng là chúng ta cũng phải tính một cái dự toán chi phí xây dựng giống như bảng như thế này, thì lúc đó chúng ta đâu đã có cái chi phí xây dựng trước thuế ở trong tổng đầu tư của các dự án, của các công trình trong dự án đâu mà chúng ta tra được cái tỷ lệ phần trăm này đó. Thế như vậy là cái tỷ lệ phần trăm này của chi phí chung này nó khác với cả cái thông tư 04/2010 cũ, là thông tư cũ 04/2010 là một con số cố định tùy theo loại công trình. Nhưng cái thông tư mới 06/2016 là tỷ lệ phần trăm của chi phí chung chúng ta phải nội suy dựa trên chi phí xây dựng trước thuế của các công trình trong một cái dự án mà đã được phê duyệt. Đấy. Điều này là tương đối khó khăn. Đấy. Tuy nhiên chúng ta quay trở lại bên phần mềm dự toán G8 thì cái điều đó nó không còn khó khăn nữa. Dự toán G8 đã thể hiện cho chúng ta cái chi phí chung. Chi phí chung, tôi lấy ví dụ của công trình dân dụng ở đây. Đấy. Là cái chi phí chung này nó được tính dựa trên cái tỷ lệ phần trăm là 6,24778% ở đây, mà nhân với cả cái chi phí trực tiếp là T ở đây. Trong đó cái tỷ lệ 6,24778% ở đây là được tính toán nội suy dựa trên cái con số 57,878 ở đây, mà cái này là nó phải tính là tổng chi phí xây dựng trước thuế của các cái dự án như là nhà chính 15 tầng đấy, rồi cái dự án đường vào dự án chẳng hạn đó, nó tính vào cái nhà phụ, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà tường rào. Thì đây là cái chi phí trước thuế của ba cái công trình trong một cái dự án là trụ sở đó. Thế thì đây là cái tỷ lệ 6,24778 này được dựa tính toán dựa trên cái tổng chi phí xây dựng trước thuế của cả dự án gồm có ba cái công trình chính như thế này đó. Và cái này chúng ta kiểm tra thì đối với cái nhà chính 15 tầng thì cái chi phí dựng trước thuế nó sẽ là tổng hợp kinh phí hạng mục OH15. Chúng ta kiểm tra H là đây, 15 chính là cái chi phí xây dựng trước thuế, được chưa, là 56 tỷ ở đây. 56 tỷ chúng ta đưa sang đây. Tương tự như vậy, một cái hạng mục nữa là đường vào dự án thì chỗ này nó bằng tổng hợp kinh phí hạng mục H162. Tổng hợp kinh phí hạng mục H162. Đây. 162 đây. Thì là nó của cái đường vào dự án ở đây. 162 chính là chi phí xây dựng trước thuế, nó là 1,441 triệu. Chúng ta đưa cái 1,441 triệu đó qua đây để tính. Tương tự như vậy, cái nhà kho thì là 93,447. Chúng ta kiểm tra bên đây xem nhà kho có đúng là nhà kho bảo nhà vệ, nhà kho đây. Đấy, 93,447. 93,447, 949. Như vậy là G8 đã lấy cái chi phí dựng trước thuế của từng cái công trình trong một dự án để cộng lại ra được cái tổng chi phí dựng trước thuế trong tổng đầu tư của các công trình trong dự án, và nội suy ra được cái chi phí chung ở đây là 6,24778%. Đó. Và ở đây thì chúng ta kiểm tra xem chi phí chung thu nhập thuế trước tính thế nào, thì nó cũng bằng là trực tiếp phí T cộng với chi phí chung mà nhân phần trăm là 5,5% chẳng hạn của dân dụng. Chi phí trước thuế xem công thức thế nào thì nó cũng bằng là chi trực tiếp T này cộng với chi phí chung này cộng với thu nhập thuế trước đó. Như vậy là tất cả các công thức của G8 đều đúng với cả cái hướng dẫn, các cái công thức tính ở đây mà bộ xây dựng đã hướng dẫn, giống như chi phí chung là tính thế này, thu nhập thuế trước đây, trước thuế đây đó, thì là G8 đã tính cho chúng ta đúng theo công thức. Và cái tỷ lệ này là được đúng như bộ xây dựng hướng dẫn ấy, là phải dựa trên cái chi phí xây dựng trong tổng đầu tư, và chúng ta xem lại
ở cái bảng 3.7, 3.8 là được tính theo cái chi phí dựng trong tổng mức đầu tư ở đây. Đó. Đấy là cái chi phí chung dựa theo chi phí trực tiếp. Còn bảng 3.8 thì ở phía dưới, ở phía dưới này 3.8 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn về chi phí chung nhưng mà tính trên chi phí nhân công. Trên chi phí nhân công thì nó đối với những công tác như là đào đắp đất, công trình nông nghiệp phát triển nông thôn bằng thủ công thì chúng ta được là 51% ứng với cả cái công trình, cái chi phí dựng, chi phí nhân công là 15 tỷ thì là 51%. Chi phí nhân công là 100 tỷ thì là 45%. Nếu chi phí nhân công là 48 tỷ thì chúng ta sẽ nội suy giữa hai cái chi phí 15 tỷ và 100 tỷ. Có nghĩa là chúng ta nội suy giữa 51% và 45% để ra được cái chi phí chung dựa trên chi phí nhân công. Đó, như vậy nó cũng khác với cả thông tư cũ là gì? Thông tư 04 cũ thì cái trên nhân công thì người ta chỉ là một con số cố định, nhưng mà thông tư mới thì lại phải nội suy theo cái chi phí nhân công của từng cái công trình đó. Còn một vấn đề nữa là chúng ta phải chứng minh được cái tỷ lệ phần trăm là 6,24778 đối với công trình dân dụng ở đây. Đấy, là công trình 15 tầng là công trình dân dụng ở đây. Với cái tổng chi phí trước thuế là 57 tỷ 787 triệu ở đây thì cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung sẽ là 6,24778% ở đây. Thế thì để cho chúng ta thuận tiện trong cái việc mà tính nội suy thì hiện nay ở trên cái trang web dự toán G8 mà lúc nãy tôi đã nói với các bạn rằng mục tin tức đó, cái phần mà G8 đã cập nhật theo thông tư 06 thì trong này chúng tôi có một file Excel là file mẫu Excel để nội suy tỷ lệ phần trăm chi phí chung. Tất nhiên là cái file mẫu này nó dựa trên cái giả thiết rằng là chúng ta đã có cái chi phí xây dựng trước thuế trong tổng đầu tư mà chúng ta đã tính toán ở đây, hoặc là chủ đầu tư đưa cho chúng ta một cái chi phí dựng trước thuế mà họ đã xác định thì chúng ta nội suy, tức là bài toán xuôi, tức là chúng ta đã biết được trước cái chi phí dựng trước thuế trong tổng đầu tư rồi. Đó. Và bây giờ tôi hướng dẫn các bạn để tải cái file này về và chúng ta nội suy xem thế nào. Chúng ta mở bài viết ra, sau đó thì mục 3 là file mẫu Excel để nội suy tỷ lệ chi phí chung, chúng ta kích vào đây, chúng ta lưu lại. Đấy, tôi ví dụ lưu vào trong cái thư mục này, tôi save. Ồ, đào ra rất nhanh, chúng ta mở cái thư mục ấy ra thì có một file là nội suy chi phí chung .zip. Đối với các bạn đã cài WinRAR rồi thì các bạn có thể là nháy phải xong các bạn chọn là extract here chẳng hạn. Tuy nhiên ở đây tôi chọn open, tôi copy, sau đó thì tôi paste trở lại đây. Như vậy giải nén thì các bạn có thể nháy phải này, xong có chọn open copy paste và nó ra đây. Hoặc là các bạn có WinRAR thì các bạn tìm cái menu là extract here, có một nút là extract here tức là giải nén ra đây cho tôi, thì nó sẽ giải nén giống như cái file mà các bạn nhìn thấy là nội suy chi phí chung .xls đây, và các bạn sẽ nháy kép vào. Đó. Ở đây thì có một cái ô là chi phí xây dựng trước thuế trong tổng đầu tư và tôi đã để sẵn là 30 tỷ ở đây. Thì chúng ta xóa nó đi. Sau đó chúng ta quay sang bên phần mềm G8, chúng ta để vào cái ô này. Ví dụ như là đây trên màn hình các bạn, cái ô C8 là tổng cộng chi phí xây dựng trước thuế. Các bạn để vào ô đó, sau đó các bạn bấm sao chép hoặc là các bạn nhấn Ctrl C. Sau đó các bạn sang cái ô này và các bạn Ctrl V vào. Đó, thì nó là 57 tỷ 878 triệu. Đúng ạ, 57 tỷ 878. Thế thì 57 tỷ 878 triệu thì nó sẽ nằm ở trong cái khoảng mà từ 15 đến 100 tỷ. Thì chúng ta sẽ phải chúng ta phải lấy cái giá trị nội suy ở cái cột là 15 đến 100 tỷ. Đó, thì công trình của chúng ta hiện nay đối với cái file với công trình này, cái hạng mục đầu tiên là nhà chính 15 tầng thì nó là công trình dân dụng và chúng ta kiểm tra ở đây. Công trình xây dựng dân dụng thì tỷ lệ của nó đã được nội suy ra là 6,24778%. Chúng ta kiểm tra bên phần mềm xem có đúng không. Phần mềm nội suy ra được là 6,24778%. Như vậy là cái việc nội suy bên G8 và nội suy chúng ta tính thử trong Excel nó khớp nhau. 5 chữ số sau phẩy đôi 4 5, đúng rồi, 5 chữ số sau phẩy. Và bây giờ các bạn thử kiểm tra lại xem công thức này nó tính có đúng không. Đấy, chúng ta xem công thức tính của nó ở đây. Chúng ta xem công thức tính của nó.
Và để đỡ mất thời gian thì các bạn sẽ tải cái file này ở trên mạng và các bạn sẽ xem cái công thức tính của tất cả những cái giá trị này. Đó. Tuy nhiên chúng tôi đã làm rất cẩn thận rồi, chắc chắn nó đúng trừ khi là chúng ta sửa nó đi. Thì chúng ta, tôi nhắc lại là các bạn sẽ tải cái file này ở trong cái mục là tin tức. Đó. Sau đó các bạn tìm cái bài viết là dự toán G8 đã cập nhật thông tư 06/2016 thông tư Bộ Xây dựng. Các bạn kích vào, sau đó các bạn tải cái mục thứ ba là cái file là nội suy chiếu chung, các bạn kích vào đây để tải về. Đó. Điểm khác tiếp theo là như nãy tôi đã nói với các bạn là trong thông tư 06/2016 mới của Bộ Xây dựng ban hành thì là chúng ta có một cái chi phí mới được đặt tên là hạng mục chung. Đấy. Do đó ở cái bảng tính tổng dự toán chi phí dựng và nó bảng này là sát tổng đầu tư ở trang số 38. Đấy, trang số 38 đây. Bảng 2.1 là tổng hợp dự toán xây dựng công trình. Đấy. Thì ở bảng này ở mục năm nhỏ là chi phí khác là có một thêm một cái mục là 5.3 là chi phí hạng mục chung. Chi phí hạng mục chung. Đó. Các cái phần khác thì cũng giống, cũng như là chi phí xây dựng thì gồm có chi phí dựng các công trình chính, các công trình phụ trợ, nhưng mà khác với thông tư cũ ở đây là chúng ta Bộ Xây dựng ghi rõ là trừ lán trại nhà tạm. Và cái lán trại nhà tạm cũng như là công tác không xác định được khối lượng thiết kế cũng như là các cái công tác hạng mục chung khác, hạng mục chung còn lại đấy ạ, thì sẽ được đưa xuống cái mục 5 nhỏ là chi phí khác và mục 5.3 trong mục 5 đấy ạ là chi phí hạng mục chung. Tôi lấy ví dụ ở bên phần mềm. Các bạn kích sang bên sheet, chúng ta kéo sang là tổng hợp kinh phí. Thì chúng ta sẽ thấy mục khi mà chúng ta tính cái bảng tổng hợp dự toán xây dựng theo thông tư 06/2016 đấy ạ, thì ở đây chúng ta sẽ không còn cái chi phí xây dựng lán trại tạm nữa, mà cái chi phí đó được nằm ở trong cái mục chi phí số 5.2 ở đây là chi phí hạng mục chung. Đấy. Tôi lấy ví dụ cái cột G này là chi phí trước thuế, cột H là thuế giá trị tăng và cột Y là chi phí sau thuế. Thì cái chi phí trước thuế này nó sẽ được lấy ở hạng mục chung, ở sheet hạng mục chung OC17 chúng ta kiểm tra hạng mục chung đây. Và cột C chính là giá trị trước thuế. C17 đây chính là cái tổng chi phí trước thuế của hạng mục chung, tức là của lán trại nhà tạm, của công tác không xác định được khối lượng thiết kế, của hạng mục chung còn lại, nó cộng tổng ba cái giá trị này vào thì đây là chi phí trước thuế của hạng mục chung. Và nó đưa cái giá trị này cũng như các cái giá trị thuế rồi sau thuế đưa sang bên cái phần cái dòng là chi phí hạng mục chung và nó đưa vào ba cái con số này cho chúng ta. Đó, đấy là một điểm khác biệt so với cả thông tư 04/2010 là không có cái mục là 5.2 là chi phí hạng mục chung ở đây nữa. Và đây, tôi quay trở lại thông tư 04 để các bạn xem thông tư 04/2010 cũ. Đấy. Thì chúng ta xuống cái trang số 30 thì có cái bảng là tổng hợp dự toán xây dựng công trình bảng 2.1 2.1 ở đây. Thì Bộ Xây dựng cũng hướng dẫn là có chi phí xây dựng, chi phí quản thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn và đặc biệt là năm nhỏ là chi phí khác thì nó không có cái mục là chi phí hạng mục chung. Chúng ta thấy ạ, không có chi phí hạng mục chung. Không có chi phí hạng mục chung. Sau đó mới đến chi phí dự phòng và tổng cộng là hết chứ không có chi phí hạng mục chung đây. Đấy, như vậy so với thông tư mới so với thông tư cũ thì thông tư mới là có mục là chi phí hạng mục chung ở đây. Đó. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn những cái điểm khác quan trọng nhất mà phổ biến nhất mà trong thông tư 06/2016 mới so với cả thông tư 04 cũ đối với phần dự toán và tính toán tổng hợp chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư. Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn những cái phần mà khác trong cái hồ sơ đấu thầu của thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng ban hành mới. Tôi nhắc lại là thông tư 06 này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016. Thì cũng giống như là cái dự toán thì Bộ Xây dựng cũng đưa thêm các khái niệm như là hạng mục chung vào trong hồ sơ thầu. Và một điểm đặc biệt nữa là Bộ Xây dựng yêu cầu ấy là trong cái hồ sơ thầu chúng ta cũng phải tính cái dự phòng vào. Đấy, và bây giờ chúng ta chuyển đến cái bảng dự toán gói thầu xem Bộ Xây dựng hướng dẫn như thế nào.
chúng ta chuyển sang cái bảng 2.5 ở trang 45. Là bảng 2.5 là tổng hợp dự toán gói thầu thi công xây dựng. Đó. Thì trong cái dự toán gói thầu này là chúng ta phải xác định được chi phí xây dựng của gói thầu. Là chi phí thứ nhất, chi phí thứ hai là chi phí hạng mục chung. Hạng mục chung thì cũng giống như nãy tôi đã hướng dẫn ở phần dự toán là hạng mục chung cho lán trại nhà tạm, hạng mục chung do công tác không xác định được khối lượng thiết kế và hạng mục chung còn lại như là di chuyển máy móc thiết bị đến và đi khỏi công trường này, rồi là đảm bảo an toàn giao thông này, rồi là làm một cái hạng mục chung như là cái móng của cầu tháp và lắp các cái đốt cầu tháp trong quá trình thi công. Đó thì tôi đã hướng dẫn rồi. Và một cái điểm rất đặc biệt nữa là cái mục 3 nhỏ là trong cái dự toán gói thầu chúng ta phải tính được cái chi phí dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh và do yếu tố dự phòng do trượt giá. Khối lượng phát sinh trước đây thì trong thông tư 04 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là không quá 10%. Nhưng mà trong thông tư 06 mới, 2016 mới đấy ạ, thì Bộ Xây dựng khuyến nghị là nhỏ hơn hoặc bằng 5%, tức là cái dự phòng do khối lượng phát sinh mục 3.1 đây ạ sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng 5%. Còn trước đây là 10%. Và chúng ta phải tính thêm cái mục dự phòng do yếu tố trượt giá nữa. Đó. Thế bây giờ tôi sẽ đi vào sang bên phần mềm để hướng dẫn chi tiết bên phần mềm. Bảng 2.5 là dự toán gói thầu thì được G8 thể hiện ở sheet dự toán gói thầu ở đây. Đó. Cũng có là một nhỏ là chi phí dựng, hai nhỏ là chi phí hạng mục chung và ba nhỏ là chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh và do yếu tố trượt giá. Ở đây tôi đang để là 10% là không đúng theo tinh thần mới mà là phải là 5% vào hệ số chi lắp, sau đó chúng ta điều chỉnh chỗ này là 5%. Đó. Thì G8 đã tính lại cái chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh là 5% chứ không phải là 10% lúc nãy nữa. Đấy. Bây giờ tôi quay trở lại cái phần trên là phần chi phí dựng của gói thầu. Thì từng cái công trình của cái dự án gồm có nhà 15 tầng, gồm có đường đi vào dự án thì nó sẽ lấy các cái con số này. Ví dụ như là công trình dân dụng đây là 61 tỷ 977 triệu, nó sẽ lấy ở bên dự thầu G17. Dự thầu G17 có G đây và do 17 tức là cái tổng giá trị cái công trình nhà 15 tầng đấy, tôi lấy ví dụ là ở cái dòng số 17 và cột G đây, tổng thành tiền đây là chi phí sau thuế của nó, chi phí sau thuế của cái hạng mục nhà 15 tầng thì sẽ được đưa sang 61 tỷ 977 triệu, này sẽ được đưa qua bên đây 61 tỷ 977 triệu và nó sẽ tính ngược chia 1,1 sẽ ra được cái trước thuế đây và thuế VAT đây. Tương tự như vậy cho cái đường vào dự án, cái chỗ này nó sẽ là lấy từ dự thầu G99, chúng ta chuyển sang dự thầu G99 cái đường vào dự án đây thì chúng ta sẽ được là cái thành tiền của nó đây 1 tỷ 586 triệu, 1 tỷ 586 triệu đưa qua đây, đây là sau thuế và nó tính ngược lại chia cho VAT thì sẽ ra được là cái trước thuế của nó đây. Đó. Hạng mục chung đấy, thì là ví dụ như là lán trại nhà tạm này là 1, 2 nhỏ, 2, 1 là chi phí dựng lán trại tạm đấy, các cái nhà tạm đây đấy. Đấy. Đấy, mục 22 là công tác không xác định được khối lượng thiết kế và 2.3 là hạng mục chung còn lại như là đảm bảo an toàn giao thông này, lắp đặt cần trục tháp này, di chuyển máy móc thiết bị, lực lượng lao động đến và đi khỏi công trình là nó sẽ tính ở bên các cái phần dự thầu này tương ứng với các cái bảng mà chúng ta sẽ nhìn ở đây. Ví dụ như là lắp đặt cần trục tháp nó cũng tính chiết tính và tính đơn giá ra được ở đây và tính được thành tiền ở đây, nó đưa vào 131 triệu 006 nghìn, 131 triệu, đây 131 triệu 006 411 đồng ở đây. Đó thì nó đưa vào đây. Tiếp theo tính dự phòng như tôi vừa nói lúc nãy thì dự phòng do khối lượng phát sinh là 5% là tối đa. Và trong cái hồ sơ thầu chúng ta phải tính thêm một cái chi phí dự phòng nữa là dự phòng do trượt giá. Thì chúng tôi thể hiện ở cái sheet là dự phòng thầu.
đó, dự phòng thầu thì chúng ta phải điền vào cái chỉ số, cái phân bổ cái chỉ số giá cho các cái năm trước, cũng như là phân bổ vốn cho các cái năm trong tương lai chúng ta thi công, cũng như là cái mức biến động chỉ số giá là bao nhiêu phần trăm. Tôi tạm thời để là 5% đó. Tuy nhiên cái phần này thì tôi hướng dẫn một cách không được chi tiết lắm, vì đây là một cái video hướng dẫn nói về cái sự khác biệt giữa thông tư 06/2016 với thông tư 04 cũ. Còn việc thao tác chi tiết chúng tôi sẽ hướng dẫn ở một cái video khác, là hướng dẫn cách thực hành trên phần mềm G8 với các cái phần này sau đó. Thì lúc đó G8 sẽ tính được cái chi phí dự phòng cho từng năm một và cộng dồn lại đây là 11 tỷ 455 triệu. 11 tỷ 455 sẽ được đưa sang cái dự toán gói thầu đây, 11 tỷ 455 triệu được qua đây, và nó cộng lại thì như vậy cái con số cuối cùng để chúng ta đưa vào cái hồ sơ thầu nó là 80 tỷ ở đây, chứ không phải là nguyên cái chi phí dựng, nó chỉ có là 63 tỷ ở đây đó, bởi vì nó phải bao gồm cả hạng mục chung, rồi nó phải bao gồm cả cái dự phòng đó. Như vậy là từ lúc đầu là 63 tỷ 6, gần 64 tỷ đấy ạ, nó lên được là 80 tỷ 6 đó. Chúng tôi thấy rằng là việc tính ở dự thầu ở trong thông tư 06/2016 này rất tuyệt vời, ở chỗ là nó cho phép các nhà thầu được phép tính những cái hạng mục chung còn lại đấy. Như tôi đã nói, đã phân tích là gì, là đảm bảo an toàn giao thông, rồi lắp đặt cầu tháp, rồi di chuyển con người, rồi máy móc thiết bị đến và đi khỏi công trường. Mà trước đây nếu mà chúng ta áp dụng theo thông tư 04/2010 cũ thì chúng ta rất khó giải trình những cái hạng mục này, những cái chi phí, những cái số tiền này, những cái số tiền lên đến tận coi như là hơn 400 triệu ở đây là cái hạng mục chung còn lại ở đây, thì chúng ta rất khó giải trình những cái dòng chi phí này với chủ đầu tư. Nhưng mà bây giờ với thông tư mới là Bộ Xây dựng đã hướng dẫn rất chi tiết và đã cho phép chúng ta tính đúng và tính đủ các cái chi phí như tôi vừa nói, là tính đúng tính đủ ở đây, như là cái lắp đặt cầu tháp là tôi liệt kê các đầu việc ở đây đấy, khối lượng là ở đây, và giá tôi tính chiết tính ra đây, và tôi tính ra tiền chi phí cho nó cả cái công trình đấy bằng đây. Mà trước đây ấy, thì khi chúng ta làm thì chúng ta rất khó để mà giải trình cái này. Còn bây giờ với luật mới là thông tư 06 ấy, là Bộ Xây dựng cho phép tính đúng là một và tính đủ là hai, để đủ chi phí xây dựng cho nhà thầu, cho đơn vị thi công xây lắp, chứ không như ngày xưa là khó khăn trong cái việc này, khó giải trình trong việc này. Còn bây giờ là luật pháp đã cho phép một cách công khai minh bạch, tính đàng hoàng như thế này. Thì đây là một trong những cái mà tôi thấy rằng là cái điểm hay, điểm rất tuyệt vời của thông tư, chính là cái mục là chi phí hạng mục chung còn lại. Còn những cái hạng mục chung như là lán trại nhà tạm, rồi trực tiếp phí khác, hay là công tác không xác định được khối lượng thiết kế, thì về cơ bản nó cũng không thay đổi. Chẳng qua là trước thì đưa vào chung ở trong cái chi phí xây dựng này, còn bây giờ người ta tách ra cái này thì về cơ bản cũng không có gì thay đổi. Mà tôi thấy rằng chỉ có cái mục là 2.3 là chi phí hạng mục chung còn lại như tôi vừa phân tích ấy, là tuyệt vời nhất, giúp cho các nhà thầu là tính đúng tính đủ, không thiếu cái chi phí trong quá trình thi công của các nhà thầu. Một điểm tuyệt vời nữa tôi thấy rằng là trong hồ sơ thầu bây giờ ấy, là nhà thầu cũng lại phải đưa cái chi phí dự phòng vào, mà nói là cũng lại phải, nghe chừng nó hơi nặng nề, mà tôi thấy rằng là được đưa vào thì tốt hơn, thì đúng hơn là dự phòng, cái chi phí dự phòng đưa vào đây. Đấy, và cái giá trị dự phòng này được tính vào cái chuyện là chúng ta có đấu thầu có trúng hay không ấy, nó cũng phụ thuộc vào cái con số này cao hay thấp. Đấy, cho nên là nhà thầu không thể nào mà đưa cái tỷ lệ phần trăm này nó lớn được, mắc là 5%, nhưng có thể là chúng ta phải tính toán nó nhỏ hơn 5%. Đấy, dự phòng có trượt giá chúng ta cũng phải tính toán làm sao đó theo đúng như cái chỉ số giá mà Bộ Xây dựng hoặc là các tỉnh đã công bố, để làm sao nó không vống lên. Đấy, và khi mà quá trình thi công mà cái hợp đồng của chúng ta nếu mà là hợp đồng được điều chỉnh giá. Đấy, thì chúng ta được điều chỉnh với cái dự phòng nó sẽ không thể vượt qua được con số này. Điều này rất tuyệt vời ở chỗ nó tránh cho các nhà thầu mà bẫy giá rồi làm những cái dự phòng nó không đúng, thì sau này chúng ta chỉ được thanh toán cái số dự phòng nó không thể quá con số này được. Không thể quá cái ví dụ trên màn hình các bạn đang là 14.750 này, chúng ta sẽ không thể tính vượt quá con số này. Và điều này nó sẽ rất hay ở chỗ nó làm cho công khai minh bạch cái quá trình thầu, và nó đảm bảo cho cái ngân sách nhà nước sẽ không bị bội chi quá đáng khi mà các nhà thầu liên tục là đội vốn chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như là cái đường sắt trên cao, đường Cát Linh Hà Đông chẳng hạn, thì chủ đầu tư cũng như là họ đã tăng đến hàng mấy trăm triệu đô la, và chúng ta nhớ rằng là mấy trăm triệu đô la chứ không phải mấy trăm triệu tiền Việt,
và 1 triệu đô la đã tính thời điểm tôi nói thì gỡ cỡ cỡ đâu đó gần 23 tỷ đồng tiền Việt Nam. Cho nên cái số đội vốn đó rất là lớn. Thì với cái thông tư mới là thông tư 06 này thì cái chuyện đội vốn đó sẽ vô cùng khó khăn, chứ không phải là cứ dễ dàng như ngày xưa để mà tăng cái phí lên rồi là tăng nợ công của đất nước chúng ta. Thì với thông tư này sẽ hạn chế được phần lớn các cái đó. Tất nhiên hạn chế được chính xác hay không thì nó phụ thuộc vào cái lúc đó cái việc thi hành, thực thi pháp luật, cụ thể là thực thi cái thông tư 06 này nó thế nào. Cái việc thực thi nó lỏng lẻo thì vẫn xảy ra hiện tượng đội vốn, còn thực thi chặt, chúng ta đưa những cái điều khoản chặt này vào trong hợp đồng thì cái nhà thầu đó sẽ không thể vượt quá cái chi dự phòng mà đã được hướng dẫn ở trong thông tư 06 này rồi. Nhất là cái mục 3.2 là dự phòng trượt giá, đây là cái yếu tố quan trọng nhất. Đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cái việc là tính dự thầu là nó khác biệt so với cả trước đây. Là trước đây chúng ta chỉ tính chiết tính này, chúng ta chỉ tính dự thầu đấy, và chúng ta đưa cái con số cuối cùng ở đây để mà tính toán mà báo rằng đây là chi phí con số để đem đi đấu thầu cuối cùng. Nhưng với thông tư 06/2016 mới, con số này chưa phải, mà chúng ta phải cộng thêm chi phí hạng mục chung, cộng thêm chi dự phòng vào. Và lúc đầu nó là 63 tỷ 6, bây giờ nó lên là 80 tỷ 63 ở đây đó. Và điều đó dẫn tới là gì? Trước đây chúng ta khi làm hồ sơ đấu thầu, chúng ta chỉ cần in sheet chiết tính, in các cái dữ liệu này ra, vân vân, in dự thầu, chúng ta in các cái bảng biểu này ra đó. Thì bây giờ chúng ta phải in thêm gì ạ? Chúng ta phải in thêm dự phòng để chứng minh rằng là cái hồ sơ đó ấy, trong tương lai có khả năng chúng tôi sẽ phải dự phòng bằng này tiền đó. Chúng ta phải in thêm là dự toán gói thầu để chứng minh được rằng cái dự án đấy chi phí dựng nó bằng này, chi phí hạng mục chung nó bằng này và chi phí dự phòng bằng này, và chúng tôi sẽ không được vượt quá con số dự phòng này đó. Và cái số tiền cuối cùng đó là con số 80 tỷ này chứ không phải là con số này. Chúng ta thấy rằng ở đây có mục 2 nhỏ là chi phí hạng mục chung, nó gồm có lán trại nhà tạm, có công tác không xác định được khối lượng thiết kế, có hạng mục chung còn lại. Tuy nhiên nếu mà vì một lý do nào đó mà chủ đầu tư hoặc là các cấp trên hoặc là họ yêu cầu chúng ta phải có tính riêng cái bảng hạng mục chung này ra một bảng, thì các bạn sẽ tích vào cái hạng mục chung thầu, thì tất cả các chi phí lán chạy tạm, hạng mục công tác không xác định khối lượng kế, hạng mục chung còn lại sẽ được thể hiện đây và tổng cộng ở đây cho chúng ta đó. Như vậy chốt lại, nếu làm hồ sơ thầu chúng ta phải in những sheet nào? Thứ nhất là chiết tính, thứ hai là dự thầu, và theo thông tư mới thì chúng ta phải in thêm là dự phòng thầu để giải trình cái dự phòng ở đây, chi phí dự phòng ở đây đó. Chúng ta phải in thêm cái dự toán gói thầu để tính các cái chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi dự phòng và giải trình con số cuối cùng ở đây là 80 tỷ ở đây, 80 tỷ 639 triệu ở đây. Đó. Ngoài ra nếu cần thì chúng ta có thể in thêm một cái sheet nữa là hạng mục chung thầu ở đây. Như vậy chốt lại sẽ có 1 sheet này, 2 sheet này, 3 sheet, 4 sheet và có thể thêm hạng mục chung thầu nữa là tổng cộng là 5 sheet chúng ta phải in. Còn ngày xưa chúng ta chỉ in 2 sheet là chiết tính và dự thầu. Đó. Vâng. Thời lượng cỡ chắc cũng phải hơn một tiếng vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái những cái điểm mới giữa thông tư số 06/2016 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 so với cả thông tư cũ là thông tư 04/2010 Bộ Xây dựng ban hành ngày tháng 5 năm 2010 ở đây. Đó. Và tôi cũng đã hướng dẫn thao tác một số cái thao tác cơ bản trên phần mềm G8 để mà phân biệt cái sự tương ứng cái sự khác biệt hai thông tư đó và thao tác bên phần mềm như thế nào. Tuy nhiên cái việc thao tác bên phần mềm ở đây thì tôi chưa đi vào trọng tâm để hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi sẽ hướng dẫn trong một cái video khác là cái cách áp dụng phần mềm G8 trong thông tư 06/2016 mới. Thì chúng tôi sẽ có một cái video riêng nó sẽ chuyên sâu hơn. Ví dụ như là chúng ta nhập các cái hệ số chi phí khác, chi phí thế nào, rồi điền cái loại hạng mục thế nào, nhóm công trình thế nào, cấp thế nào, rồi thiết kế thế nào, giải thích rõ các bạn là khi nào mà tích vào cái tự nội suy tỷ lệ chi phí chung vân vân. Thì tất cả những cái thao tác chi tiết đó thì chúng tôi sẽ làm trong một video riêng. Và thời gian xem video khá dài, tôi thấy rằng là các bạn mà xem đến đây được thì thực sự các bạn cũng đã rất là quan tâm đến cái phần hướng dẫn của chúng tôi, và chúng tôi rất là vô cùng cảm ơn các bạn đã dành thời
thời gian rất là dài mà nghe cái nghe và xem cái hướng dẫn video vừa rồi. Tôi thay mặt công ty cổ phần công nghệ Hoàng Hà, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video vừa rồi. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn.